chị em báo chí có mặt ngày hôm nay tại đại hội lần này. Như mọi người cũng đã biết vừa rồi thì Quốc cường Gia Lai xảy ra một cái biến cố không may, và tất cả mọi thứ thì cũng vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng không vì thế mà Quốc cường Gia Lai bị ảnh hưởng. Và từ hôm nay, sau khi đảm nhận vai trò tổng giám đốc điều hành, thì tôi xin hứa rằng tất cả những hoạt động kinh doanh sản xuất của Quốc cường Gia Lai trong thời gian tới vẫn được bảo đảm một cách chân chu và bình thường, hoạt động bình thường. Để về quyền lợi của quý vị cổ đông, thì ở đây tôi có một cái vấn đề cần chia sẻ và có cái điểm nhìn để cho quý vị có thể nhìn thấy được cái điểm sáng trong cái hoạt động tài chính và còn trong báo cáo tài chính của chúng ta. Hiện nay dư nợ vay ngắn hạn của chúng ta đâu đó trên báo cáo tài chính đó, rơi vào khoảng 4.000 đến 5.000 tỷ đồng, một con số trên vốn chủ sở hữu khoảng hơn 9.000 tỷ đồng, nó là rất là lớn. Nhưng thật sự khi mà tôi nhìn sâu vào báo cáo tài chính và tìm hiểu rõ thì số nợ phải trả trên lãi vay chúng ta trả hàng năm nó chưa tới 300 tỷ, 300 trên cái vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản chúng ta hơn 9.000 thì nó chiếm đâu đó khoảng 3%, thì nó không là áp lực và nó cũng chưa bao giờ là áp lực cho đối với cái nguồn phải trả của công ty trong thời gian ngắn và trong tương lai gần. Nên từ đây thì quý vị có thể yên tâm về tình hình tài chính của công ty thật sự đang rất tốt và không có một vấn đề gì đáng lo ngại. Và nhân đây, vì vậy chúng tôi cũng mong rằng quý vị cổ đông sẽ đồng hành và tin tưởng cùng chúng tôi, sát cánh cùng chúng tôi trong thời gian tới và trong thời gian sau này nữa. Vì Quốc cường Gia Lai nói hiện đang giữ rất nhiều những dự án, những vị đất tốt và có tính thanh khoản cao và có tính khả thi triển khai trong thời gian sắp tới. Và cái làm cho chúng tôi yên tâm cũng giống như quý vị yên tâm là trong thời gian ngắn chúng ta không có áp lực về nợ phải trả, nên đó cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng trong cái bối cảnh hiện nay tất cả những công ty ở trên sàn hiện nay tỷ lệ nợ trên tỷ lệ vốn rất là cao và chúng ta không nằm trong số đó. Xin cảm ơn rất là nhiều.